Xin chào anh em đã quay trở lại channel của Lá Tờ Z. Mình là Review. Bên cạnh mình đây là chiếc TOF A15 phiên bản 2021 sở hữu AMD Ryzen 7 5800H cùng card đồ họa RTX 3060. Đây là một chiếc laptop gaming đầu tiên sở hữu AMD 5000 series và RTX 3000 series được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và với mức giá niêm yết của sản phẩm này là 32 triệu. Vậy thì anh em sẽ đặt ra hai câu hỏi như này. Đầu tiên là chiếc máy này có đáng mua không? Và thứ hai là hiệu năng của một chiếc laptop gaming năm 2021 được update cấu hình nó sẽ ra sao? Thì video này sẽ là câu trả lời cho anh em. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu TOF A15 này thì có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop Z với mã giảm giá Z300. Ở phần thời gian đầu này sẽ có chưa nhiều hàng đâu, anh em có thể đặt trước để mua ngay chiếc máy này. Vì mức giá của sản phẩm này mình nghĩ là về những đại lý bán lẻ thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ok, vậy thì hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu về chiếc TOF A15 phiên bản 2021 này. Liệu chiếc máy này có xứng đáng là bom tấn laptop gaming của năm 2021 không nhá? Bắt đầu video thôi. Ở phần đầu video thì cái quan trọng nhất đó chính là về cấu hình, tản nhiệt, hiệu năng của chiếc máy này sẽ ra sao. Ở mặt ngoài thì tí nữa mình sẽ nói sau nhé, chúng ta sẽ nói bên trong trước. Thì với giá bán 32 triệu chúng ta có 16GB RAM, chúng ta có 1TB SSD, nó rất là dư giả để anh em sử dụng rồi, không cần phải nâng cấp gì nữa đúng không? 1TB SSD cơ mà. Về hai nhân vật chính chúng ta hôm nay là Ryzen 7 5800H. Thì Ryzen 7 5800H có 8 x 16 luồng, có xung nhịp được cải thiện so với cả Ryzen 7 4800H là từ 3.2 lên 4.4GHz. Cùng với đó là sẽ sử dụng kiến trúc Zen 3 và TDP vẫn là 45W. Nói chung là CPU này vẫn không phải là một cái trang bị nó quá là kinh khủng, nó quá nổi bật so với cả Ryzen 7 4800H. Nhưng mà sẽ được cải thiện về xung nhịp hơn thì mình nghĩ là với vài tựa game nó sẽ có thể cải thiện tốt hơn rất là nhiều. Thêm vào đó thì năm nay cái nhân vật quan trọng nhất trên chiếc máy này nó là RTX 3060 của NVIDIA. Ở trên RTX 3060 này sẽ sử dụng kiến trúc Ampere mới của NVIDIA, sẽ được sản xuất trên tiến trình là 8 nanomet của Samsung. Sẽ theo lý thuyết ấy, thì RTX 3060 trên laptop này nó sẽ mạnh hơn 2070 Super Max Q trên laptop. Thì đó là câu chuyện về lý thuyết, còn thực tế ra sao? Mà do anh em mình với cả mình này thì cũng chả ai thực sự được tiếp cận đến 2070 Super nên không biết là nó mạnh ra sao. Nhưng để mình có thể giải thích cho anh em dễ hiểu về hiệu năng của RTX 3060 nhé. Trước đây nếu anh em bỏ ra số tiền là 32 triệu thì anh em có thể sở hữu được RTX 2060. Nhưng mà 2060 ấy, nếu mà bật ray tracing để chơi những tựa game nặng nặng ra ấy, thì có vài tựa game nó còn khó có thể vượt qua 30fps được. Trong khi 3060 bây giờ đã giải quyết được cái vấn đề đấy. Mình chơi Cyberpunk 2077 ray tracing medium và có bật DLSS thì mình thấy là hiệu năng chiếc máy này làm rất tốt. Nó trên 30fps, nó dao động vào khoảng 40-50fps. Nó rất là ấn tượng với một chiếc laptop sử dụng RTX 3060. Ngoài ra thì RTX 3060 trên laptop này là sử dụng phiên bản 80W. Khi mà anh em bật turbo lên nó sẽ lên được khoảng 90W điện. Đây là một trong những hiệu năng theo mình đánh giá ấn tượng với một chiếc laptop gaming ở phân khúc phổ thông trang bị cấu hình mạnh như vậy. Nói gì thì nói thì chúng ta vẫn phải quay lại vấn đề về nhiệt độ. Hiệu năng cao như vậy thì với một mức chiếc máy mà mức giá khoảng 32 triệu cho RTX 3060 ấy, thì nhiệt độ chiếc máy này cũng theo mình đánh giá là nó vừa được vừa mất. Đầu tiên là về phần CPU của chiếc máy này thì nó ăn vào khoảng 45 đến 50W điện. Và nhiệt độ chiếc máy này dao động khoảng 85 cho 95 độ C. Và lưu ý cho anh em là mình để chế độ turbo, chế độ hiệu năng cao nhất nha. Ngoài ra thì GPU chiếc máy này sẽ dao động vào khoảng 78 cho đến 80 độ C là cao nhất. Tiêu thụ vào khoảng 80 đến 90W điện. Theo mình thấy thì để đạt được hiệu năng cao như vậy mà nhiệt độ như này và một chiếc laptop gaming giá rẻ như này thì đấy là điều anh em cần phải đánh đổi và chấp nhận. Với nhà sản xuất thì đây là mức nhiệt độ chấp nhận được, còn với nhiều anh em thì đây là mức nhiệt độ cao. Cái này thì mình sẽ để anh em tự quyết định nhé. Về tiếng quản của máy thì trong quá trình mình chơi ấy thì một vài tựa game nhẹ nhẹ thì nó vô tư, nó khá là êm. Còn với những tựa game nặng hơn thì nó sẽ có tiếng quản nó rú tương đối là to, nhưng mới mình ấy nó còn êm hơn so với cả những chiếc laptop gaming như là Acer Nitro 5 này, như là một vài mẫu máy của Dell hiện tại. Bây giờ nó êm gần như những mẫu máy của Dell rồi. Khá ấn tượng đấy chứ, nó không bị rú quá là căng. Và đó là điểm khá là ấn tượng trong cái vấn đề tản nhiệt và nhiệt độ chiếc máy này. Về khả năng nâng cấp thì có rất nhiều tùy chọn. Ở phiên bản năm nay thì mình trên tay đang đây là phiên bản pin 90Wh. Thế nên là anh em sẽ không có khe 2.5. Bù lại thì chúng ta sẽ có hai khe RAM, hai khe M2. Và đấy, khe 2.5 sẽ tùy chọn vào loại pin của anh em. Và lúc ấy mình đã nói là pin của chiếc máy này là loại 90Wh. Thế nên là tới thời lượng sử dụng ấy, qua mình trải nghiệm thực tế nhé, nó căng nhất là được 4 tiếng ở độ sáng tối đa ở mức 60Hz, màn hình 60Hz ấy.
Và mình thấy là một thời lượng pin thực tế rất ấn tượng. Mặc dù hãng có thể quảng cáo nó cao hơn, nhưng mà mình sử dụng thực tế là nó được khoảng 4 tiếng cho những mức sử dụng cơ bản. Thì đấy là một trong những cái điểm theo mình đánh giá là tương đối ấn tượng của chiếc laptop gaming mà có thỏi pin 90Wh. Ấn tượng đấy chứ. Và đó là bên trong của chiếc TUF A15 phiên bản năm 2021. Theo mình thấy là có một vài sự thay đổi khá đáng giá. Đầu tiên là RTX 3060 thì nó rất là mạnh. Và mình nghĩ là với mức giá 32 triệu thì nó khá là vô đối trong tầm tiền tại thời điểm hiện tại. Thêm vào đó thì Ryzen 7 nó cũng mạnh rồi thì nó sẽ được mạnh hơn. Thế thì không có gì để nói cả. Nhiệt độ máy thì theo mình đánh giá là mức chấp nhận được. Cuối cùng là về khả năng nâng cấp thì anh em có thể thấy là năm nay có hai loại thỏi pin. Đấy, tùy chọn anh em. Quay lại một chút về bên ngoài của chiếc máy này đi. Tại vì bên trong chúng ta đã nói hết rồi. Bên ngoài của chiếc TUF A15 này có sự thay đổi tích cực ở phần mặt lưng. Khi mặt lưng của chiếc máy này sẽ được thay cái phần logo chính giữa để đi. Mà thay vào đó thì họ sẽ làm một cái dòng TUF được dập chìm phần mặt lưng và một cái logo TUF nhỏ nhỏ xinh xinh được đặt ở phần góc máy. Mình thấy cái mặt lưng này nó giống con TUF Dash F15 ấy, nhưng mà tự nhiên nó lại có 4 cái đinh tán đây. Với nhiều người thì 4 cái đinh tán này sẽ là cái điểm nhận diện của dòng sản phẩm TUF. Nhưng mà với mình nhá, thì cái phần đinh tán này nó cho cái cảm giác sản phẩm này nó không thực sự là nó liền mạch cho lắm. Mình nghĩ là nếu mà họ bỏ cái đinh tán này đi cho giống chiếc Dash F15 ấy thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bù lại ấy, thì năm nay TUF họ đã có một cái sự cải thiện tương đối lớn là chiếc TUF Dash F, xin lỗi bạn, là TUF A15 này sẽ được bổ sung một khe gió tản nhiệt ở phần bên phải máy. Ở phiên bản năm trước thì hãng họ đã biết cái phần khe gió này lại một cách không hiểu tại sao, nhưng mà năm nay hãng đã bổ sung thêm rồi. Và đây là một điểm mà mình đánh giá là có thay đổi tích cực rất là lớn. Ở phần mặt trong của chiếc TUF A15 này thì anh em thấy không, nó y xì, nó y nguyên với cả chiếc A15 trước đây. Phần mặt trên này đi, chúng ta sẽ có viền màn hình mỏng này, có webcam với micro thoại trên này, ơn trời không bị mất webcam. Cùng với đó là phần mặt dưới vẫn được làm từ nhựa, vẫn kiểu phay xước dọc, và cái bề mặt nhựa này sờ nó vẫn không được cao cấp. Với 32 triệu thì mình nghĩ là cái phần hoàn thiện này họ nên thay đổi thì hơn. Tại vì là cái kiểu hoàn thiện này nó khá là quê rồi. Bù lại thì nó không để lại quá nhiều mối vân tay, thì đây nó cũng là một điểm cộng. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái bề mặt này thì họ làm cũng không thực sự tốt cho lắm. Cái phần cổng kết nối của chiếc máy này theo mình đánh giá là tương đối đầy đủ. Mặc dù một chiếc laptop gaming theo mình đánh giá đã mỏng hơn một chút rồi đấy, nhưng chiếc máy này vẫn có cổng nguồn, cổng RJ45, HDMI, hai cổng USB, một cổng USB-C, USB 3.2 cùng với cả hỗ trợ DisplayPort và một cổng jack tai nghe combo 3.5. Theo mình đánh giá thì cái số lượng cổng kết nối trên chiếc máy này cũng tương đối là đầy đủ. Ở cạnh phải thì chúng ta có thêm một cổng khóa Kensington nữa và một cổng USB-A. Nói chung là về cổng kết nối trên máy này mình cũng khá là vô tư, cái vị trí nó sắp xếp cũng tương đối ok. Tiếp đó là về phần màn hình. Với 32 triệu thì đây là một cái điểm rất đáng tiếc với một chiếc TUF A15. Tại vì là màn hình 144Hz, ok, ngon. Có Full HD IPS, kích thước 15 inch, ok, ngon. Nhưng mà phổ màu chiếc máy này chỉ dừng ở mức trung bình thôi. Màn hình chiếc máy này có 65% sRGB, 48% Adobe RGB. Delta là 1.42, nó đủ cho anh em chơi game. Còn nếu anh em nào làm đồ họa thì sẽ cần một chiếc máy có màn hình tốt hơn. Tại vì 32 triệu mà anh em muốn có màn hình đẹp nữa thì chắc là khó sở hữu RTX 3060 lắm. Thêm vào đó thì cái độ sáng là cái điểm mình khá là ưng. Đây là phiên bản cơ bản 144Hz nhá. Thế nên là những cái phiên bản cấp thấp hơn, nghĩa là phiên bản từ 18 triệu đổ lên ấy, thì cũng có màn hình như này. Và cái độ sáng của màn hình này là 321 nit và tương phản là 1020x1. Thế nên là cái độ sáng bây giờ nó được cải thiện lên tương đối là nhiều rồi. Thế nên là cái trải nghiệm sử dụng của mình trong quá trình mình sử dụng bình thường ấy, nó rất là tốt. Về bàn phím và touchpad của máy thì vẫn giữ nguyên cho phiên bản năm trước. Bàn phím là loại full size, có hành trình phím gõ sâu, RGB thì một vùng. Vẫn là không hiểu tại sao có rất là nhiều không gian cho bàn phím, nhưng mà Asus họ lại không làm cái phím điều hướng to hơn nữa. Ok, thế thì cái phần bàn phím này thì mình sẽ chấm là khoảng 9/10 cho một chiếc laptop gaming ở phân khúc 32 triệu. Touchpad thì là điểm dở hơn. Touchpad của máy thì có bề mặt không thực sự quá là mượt cho lắm. Mặc dù lúc đầu ấy mình sử dụng cái nó khá mượt, nhưng mà với một người dao mối vân tay nhiều như mình ấy thì cái bề mặt này sau một thời gian sử dụng nó hơi rít. Được lại thì cái bề mặt nó khá là to, cùng với đó là hai phím bấm được tách rời và gõ rất là êm. Đây là một điểm cộng cho một chiếc laptop gaming. Về loa của máy thì hãng năm nay không có dán tem loa là DTS:X gì cả, nhưng mình nghĩ là công nghệ loa nó vẫn vậy. Vẫn có mức loa nó khá là to. Mặc dù là cái loa này không giải âm trầm, anh em nào mà nghe nhạc thì sẽ là thích những cái bài nhạc của vocal nhiều hơn. Anh em nghe học tiếng Anh, anh em học bài thì nó nghe cái tiếng giọng nó khá là rõ. Anh em nghe từ mức chân nó cũng như vậy, nhưng mà nghe nhạc nó không thực sự sướng cho lắm.
Và cái điểm cuối cùng trong cái TOEIC A15 năm nay là về phần bảo hành. Ở mấy năm trước thì laptop gaming căng nhất là được bảo hành 2 năm. Năm nay thì TOEIC A15 vẫn được bảo hành 2 năm, nhưng nếu anh em nào mà bỏ ra mức tiền khoảng $100 nữa cho trung tâm bảo hành thì anh em sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa. Và với $100 là khoảng 2,3 triệu, thì mình nghĩ là với 3 năm bảo hành cho một chiếc laptop gaming, và đặc biệt là một chiếc laptop như TOEIC A15, thì mình nghĩ là rất là xứng đáng. Tại vì là mức nhiệt độ chiếc máy cao như vậy, anh em cứ lo là nhiệt độ chiếc máy này cao như vậy thì sử dụng nó kém bền, đúng không? Thì với 3 năm bảo hành, anh em sử dụng vô tư. Đến năm thứ 3 anh em mua thêm bảo hành nữa, anh em có bị hỏng máy chẳng hạn, anh em vẫn được thay, sửa chữa thoải mái, vô tư. Đó là rất lợi thế, đúng không? Cực kỳ lợi thế một chiếc laptop gaming mà có tới 3 năm bảo hành. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc TOEIC A15 phiên bản 2021 này? Với RTX 3060 thì chiếc máy này có hiệu năng cải thiện rất đáng kể. Và với mức giá 32 triệu cho RTX 3060 thì mình thấy đây là một mức giá khá là hời. Và trong một thời điểm nữa thì sản phẩm này sẽ mức giá theo mình nghĩ còn thấp hơn. Về thiết kế của chiếc máy này, theo mình đánh giá là cái mặt lưng nó ấn tượng, nhưng mà nó chưa làm tới nơi, nhưng mà nó rất là ấn tượng, phải công nhận là thế. Khe gió được bổ sung thêm, cùng với đó là tản nhiệt và những yếu tố khác thì cũng không thực sự có quá nhiều thay đổi lớn. Cái phần đít máy thì họ vẫn bít lại, cái phần khe gió tản nhiệt thì họ vẫn làm theo mình tương đối là thông thoáng, nhưng cái phần khe gió này thì hơi đáng tiếc. Và nói chung đây là một chiếc máy mà phù hợp với anh em nào thích một chiếc máy có cấu hình rất ăn sổi, có RTX 3060, có Ryzen 7, có 16GB, có 1TB SSD, và anh em có màn hình 144Hz nữa. Mình nghĩ 32 triệu chiếc máy này rất là đáng mua, ở mức giá niêm yết luôn chứ không cần ở mức giá đại lý đã được ưu đãi nữa. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc TOEIC A15 này? Hãy để cái ý kiến với anh em dưới phần bình luận của phần video nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên like, subscribe, chia sẻ và tham khảo mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Đừng quên là có video game test cho chiếc TOEIC A15 này nhé. Tạm biệt.